Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình La bàn đầu tư của công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Chương trình được phát sóng vào 15 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần. Và bây giờ chúng ta cùng điểm lại những tin tức trọng điểm trong tuần. Xin kính chào quý nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại quý nhà đầu tư trong chương trình La bàn đầu tư. Và trong chương trình ngày hôm nay thì có tôi là Lương Duyên và anh Tuấn Hoàng sẽ cùng tôi đồng hành trong chương trình này. Thì vẫn như mọi khi thì chương trình của chúng tôi gồm có 5 phần. Phần đầu tiên đó là phần thông tin vĩ mô, phần thứ hai đó là về kênh cổ phiếu, phần thứ ba đó là kênh thu nhập cố định, phần thứ tư là kênh tài sản khác và phần thứ năm đó là phần câu chuyện đầu tư. Sau đây thì tôi và anh Tuấn Hoàng sẽ đi vào phần chi tiết của các phần. Đầu tiên đó là cập nhật thông tin vĩ mô. Thì chúng tôi thường nhắc đến tin tức về Covid-19 thì cập nhật những điểm nóng của Covid-19 trên thế giới trong tuần từ ngày 7 tháng 6 đến ngày 11 tháng 6. Tại châu Á thì trung bình ca nhiễm mới trên tuần tại Ấn Độ chỉ còn hơn 105.000 ca trên một ngày. Tỷ lệ tử vong thực sự có thể cao hơn số liệu ban đầu do nhiều bang bắt đầu sửa đổi số liệu. Và các nước Đông Nam Á đang ở đỉnh dịch lần thứ 2 trong năm 2021. Ở châu Âu thì tỷ lệ tiêm ít nhất một liều vaccine đạt 50% toàn khu vực Eurozone. Và 7 nước châu Âu đã bắt đầu cấp giấy thông hành điện tử để mở cửa du lịch. Và ở Bắc Mỹ thì số ca nhiễm mới thấp nhất kể từ khi testing COVID-19 trở nên phổ biến và tỷ lệ tử vong thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2020. Tại Nam Mỹ, Caribbean thì 8 trên 10 nước có tỷ lệ tử vong trên 100.000 người cao nhất là khu vực Nam Mỹ, Caribbean và tỷ lệ tiêm vaccine hiện ở mức là 3% toàn khu vực. Và cùng với tin Covid-19 này thì trong tuần vừa qua có tin đó là G7 sẽ cung cấp 1 tỷ liều vaccine toàn cầu tập trung vào các nước có thu nhập thấp. Thì dự kiến hầu hết nền kinh tế phát triển trên thế giới sẽ đạt miễn dịch vào giữa năm 2022. Thì các nhà lãnh đạo G7 sẽ công bố kế hoạch phân phối 1 tỷ liều vaccine cho toàn thế giới và đặc biệt là khu vực thu nhập thấp bắt đầu triển khai vào tháng 8. Và Mỹ sẽ đóng vai trò đầu tàu với 200 triệu liều Pfizer cho năm 2021 và 300 triệu liều vào năm 2022. Và hiện chương trình COVAX Facility của WHO mới chỉ cung cấp được 81 triệu liều toàn cầu do gián đoạn sản xuất ở Ấn Độ và so với 300 triệu liều được tiêm chỉ riêng ở Mỹ. Và 12% dân số toàn cầu đã tiêm vaccine, chủ yếu ở những nước có thu nhập cao và trung cao. 2,2 tỷ liều vaccine đã được tiêm toàn cầu, 85% liều là ở các nước có thu nhập cao và trung cao, trong khi chỉ có 0,3% số liều được tiêm ở các nước có thu nhập thấp. Và để hoạt động kinh tế toàn cầu quay lại trạng thái bình thường, thì các nền kinh tế phát triển hoàn toàn có thể phân phối lượng vaccine đã đặt thừa dự trữ như 13 triệu liều GNC sắp hết hạn ở Mỹ. Và chúng ta biết rằng là hiện tại thì toàn bộ khu vực châu Á đang bị chịu ảnh hưởng rất nặng bởi vì cái làn sóng Covid lần thứ tư. Nó diễn ra không chỉ ở Việt Nam mà ở rất nhiều nước khu vực châu Á khác, Malaysia, Philippines, Đài Loan v.v. Thì chúng ta biết rằng là Đài Loan là một nước mà cái việc mà sản xuất chip trên thế giới cũng khá là quan trọng và họ thì hiện tại vẫn chưa bị ảnh hưởng gì nhiều bởi dịch Covid. Tuy vậy thì cái việc mà cái sự mong manh trong khi nếu như chẳng may cái dịch Covid nó ảnh hưởng đến cái năng lực cung ứng sản xuất ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự hồi phục nền kinh tế toàn cầu. Và chính vì điều đấy như vậy thì Tuấn cũng cho rằng là thời điểm hiện tại thời điểm khá là nhạy cảm. Tuy vậy khi mà cái dịch này qua đi thì nhiều khả năng là mọi thứ sẽ phục hồi. Đúng câu chuyện của các nước châu Âu mà trong tuần trước Tuấn có nói đến, đó là khi cái dịch Covid qua đi và cái tỷ lệ tiêm phòng ở mức rất là cao tại Mỹ thì tự nhiên rằng là các nhà hàng tại New York bắt đầu mở cửa trở lại và sau đó thì nó kéo theo cái nhu cầu về những vật liệu tiêu dùng thường xuyên hàng ngày tăng lên rất là cao. Và trong cái buổi trước thì tôi có khuyến nghị đến ANV và Vĩnh Hòa đó, thì đấy là một cái case khá là đặc biệt cho cái những trường hợp mà phục hồi sau Covid. Và Tuấn tin rằng là cái câu chuyện mà sau cái dịch Covid lần thứ tư này qua đi thì đâu đó là các ngành mà Việt Nam mình có thể được hưởng lợi hoặc là các nước xung quanh ở khu vực châu Á được hưởng lợi. Đó có thể là những cái ngành như kiểu liên quan đến bán lẻ, tiêu dùng, những hàng tiêu dùng thiết yếu v.v. Thì đó là những câu chuyện mà chúng ta sẽ theo dõi sau này. Ở thời điểm hiện tại thì tôi nghĩ rằng là đang khá là rủi ro cho cái chuỗi cung ứng toàn cầu.
Và cùng anh cùng trùng hợp với lúc là anh Tuấn nhắc đến chuỗi cung ứng toàn cầu thì chúng tôi trong tuần này có nhắc đến một cái yếu tố đó là lạm phát. Thì tin tức tiếp theo đó là áp lực lạm phát CPI Mỹ tăng 5% chỉ sau một năm và mức tăng lớn nhất kể từ năm 2008. Thì CPI tăng 0,6% trong tháng 5 và CPI của Mỹ đã tăng 5% so với tháng 5 năm 2020 và mức tăng cùng kỳ lớn nhất kể từ tháng 8 năm 2008. Chủ yếu đến từ việc mở cửa và phục hồi kinh tế trên diện rộng dẫn đến nhu cầu tiêu dùng tăng cao. Và áp lực giá cả liên tục tăng trong bối cảnh doanh nghiệp chạy đua để cân đối cái nhu cầu tiêu dùng bao gồm là du lịch và mua sắm. Vốn bị dồn nén do giãn cách xã hội tăng vọt trong tình trạng thiếu hụt hàng hóa nguyên liệu và lao động. Và phản ứng từ Cục Dự trữ Liên bang Fed sẽ cần được chú ý khi mà Fed chấp nhận lạm phát có thể cao hơn mức 2% cho năm hiện tại. Và hiện tại thì Fed chưa có dấu hiệu dừng kế hoạch mua trái phiếu chính phủ với tốc độ là 120 tỷ USD trên một tháng. Và kèm theo cái tin này đáng lo ngại ở lạm phát đó là ECB vẫn không thay đổi kế hoạch tiếp tục bơm tiền dù đã nâng dự báo lạm phát. ECB công bố cái dự báo lạm phát của châu Âu thêm 0,5% lên mức là 1,9% và dự báo GDP thêm 0,6% lên 4,6% trong năm 2021. Và mặc dù là mức lạm phát có thể vượt mục tiêu 2% thì ECB không có ý định giảm tốc độ mua trái phiếu trong kế hoạch mua lại 1,85 nghìn tỷ euro tương đương với 2,25 nghìn tỷ USD và trái phiếu chính phủ cho đến tháng 3 năm 2022 nhằm kiểm soát đà tăng chi phí huy động vốn và tiếp tục hỗ trợ cho nền kinh tế. Và ECB thì đang mua trung bình là 19 tỷ euro trái phiếu mỗi tuần kể từ tháng 3 so với mức là 14 tỷ trên một tuần ở đầu năm. Thì quan điểm về nền kinh tế chưa phục hồi hoàn toàn, lạm phát cao chỉ là nhất thời như cũng như là chính sách mua lại lượng lớn trái phiếu nhằm bơm thanh khoản vào thị trường của ECB tương đồng với Fed. Và cho dù là hai nền kinh tế của Mỹ và EU công bố mức CPI của 2 tháng vừa rồi vượt mức dự báo ban đầu. Trong cái giới đầu tư chuyên nghiệp ấy, có một câu rất là quan trọng đó là đừng bao giờ chống lại Fed. Có nghĩa rằng là cái giai đoạn là tháng 3 2020 ấy, thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc rất là mạnh. Thì lúc đó Fed đưa ra một cam kết rằng là sẽ mua lại toàn bộ cái tài sản rủi ro trên thế giới bao gồm cả trái phiếu. Thì chính vì điều đó nên cái tại thời điểm đấy thì có rất nhiều những người bi quan về thị trường cổ phiếu và họ tiếp tục bán ra. Tuy vậy thì Fed đã mua lại toàn bộ và giá của cổ phiếu, thị trường cổ phiếu tăng rất là mạnh. Tuấn còn nhớ là sau đó thì Tuấn có đọc cái bản của Draken Miller, là một người khá là nổi tiếng, ông trùm quỹ đầu tư tại Mỹ, và ông đó chính là người cùng Soros đánh sập đồng bảng Anh thì trong vòng có một ngày đấy. Thì ông bảo rằng tôi cũng cảm thấy rất là sai lầm khi mà tôi đã cố gắng chống lại Fed thời điểm đó. Đó thì ở đây muốn nói rằng là gì? Tức là khi mà Fed và ECB tiếp tục đưa ra cái cam kết chính sách rằng là sẽ support cho, hỗ trợ cho cái nền kinh tế này đi lên, thì đâu đó rằng là thị trường cổ phiếu rất khó để giảm giá. Và nếu như mà đâu đó nếu như có một cú sụt giảm giá đâu khoảng 7-10%, thì đây Tuấn nghĩ là một cơ hội rất tuyệt vời để mọi người có thể mua vào. Đặc biệt là khi mà Fed và ECB họ phải tiếp tục cung ứng, bởi vì sao? Bởi vì nếu như bây giờ họ dừng một cái thì lập tức là toàn bộ cố gắng của họ lúc trước để cho cái nền kinh tế này phục hồi ấy, nó sẽ bị đổ sông xuống bể. Nhất là bây giờ như cái phần trước tôi đã cập nhật rằng là nền kinh tế toàn cầu của ta đang rất là mong manh khi mà dịch Covid lần thứ tư đang diễn ra tại các khu vực châu Á, là nơi mà cái gọi là công xưởng sản xuất toàn cầu đó. Thì trong cái trường hợp thế Tuấn nghĩ rằng là cứ giảm là một cơ hội để mua vàng đối với cả cổ phiếu. Và tiếp theo của kênh thông tin vĩ mô đó là sau 7 tháng giữ nguyên tỷ giá thì ngân hàng nhà nước đã hạ giá mua vào USD. Thì sau khi mà tỷ giá liên ngân hàng giảm giá mua USD xuống còn 22.975 Việt Nam đồng trên USD thì ngân hàng nhà nước cũng đồng thời hạ giá mua vào sau kỳ hạn 6 tháng xuống là còn 22.975 Việt Nam đồng trên USD và tương đương với mức giảm là 150 Việt Nam đồng. Và lần giảm gần nhất diễn ra vào ngày 23 tháng 11 năm 2020 với mức giảm là 50 Việt Nam đồng từ mức là 23.175 Việt Nam đồng trên USD xuống còn là 21.125 Việt Nam đồng. Và trong bối cảnh mà đô la index đang duy trì ở vùng thấp là 89 đến 90 điểm thì lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm, việc giảm giá mua USD
Việc giảm giá mua USD sẽ có lợi cho Việt Nam khi mà tháng 5 là tháng thứ 2 liên tiếp Việt Nam nhập siêu và nâng mức nhập siêu trong 5 tháng đầu năm của Việt Nam lên con số là 369 triệu USD. Vậy thì nguyên nhân nào dẫn đến cái việc giảm giá đồng USD anh Tuấn? Chúng ta biết rằng là rõ ràng là như cập nhật vừa phần trước đó là Fed là họ vẫn đang tiếp tục giúp cung ứng tiền ra thị trường rất là một lượng tiền rất là lớn. Chính vì vậy thì đương nhiên rằng là cái đồng tiền đô hoàn toàn này bị giảm giá là chuyện bình thường. Và thông thường đồng tiền đô mà giảm giá, tức là USD index mà giảm giá thì nó sẽ có lợi cho việc mà dòng vốn sẽ chuyển vào các nước thị trường mới nổi hoặc là những nước mà có cái tăng trưởng GDP rất là cao. Mà chúng ta biết rằng là tăng trưởng GDP Việt Nam lúc đó năm nay dự báo là 6.5-7%. Mặc dù có một số dự báo mới bây giờ là xuống khoảng 6%, nguyên nhân là bởi vì cái dịch Covid lần thứ tư nó đang ảnh hưởng khu vực sản xuất tại Bắc Ninh, Bắc Giang, những khu vực sản xuất rất là lớn của Việt Nam, thì chính điều đó sẽ khiến cho cái tăng trưởng GDP Việt Nam có thể tăng trưởng chậm lại. Đó, tuy vậy thì ở góc độ dòng tiền thì vẫn tin rằng là với cái USD đô, USD index vẫn ở mức thấp này thì nó vẫn có lợi cho thị trường tài sản rủi ro, chính là cổ phiếu. Và chúng tôi sẽ chuyển sang kênh cổ phiếu. Thì Dragon Capital định giá thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn ở mức là rất hấp dẫn dù đã tăng mạnh. Thì đà tăng trưởng của thị trường chủ yếu dựa vào nhóm thép và ngân hàng khi mà cổ phiếu hai nhóm này đã tăng từ 20% đến 40%. Và bên cạnh đó thì nhóm chứng khoán cũng ghi nhận ở mức tăng khá là ấn tượng là từ 30% đến 35% khi mà triển vọng ngành được dự báo tích cực. Nguyên nhân ở đây là do có hai lý do mà ủng hộ cái đà tăng của thị trường chứng khoán. Thứ nhất đó là thiếu các kênh đầu tư thay thế, lãi suất tiết kiệm và trái phiếu thấp và thị trường bất động sản hiện tại chỉ phù hợp cho đầu tư dài hạn. Và nguyên nhân thứ hai đó là định giá cổ phiếu vẫn ở mức rẻ. Và theo cập nhật của chúng tôi thì PE trên thị trường đang ở khoảng là 18,5 lần và EPS năm 2021 được dự báo có thể tăng trưởng từ 25 đến 28% trong năm 2021 tại mức điểm là 1.350 VN Index đang được giao dịch với PE forward khoảng là 15 lần. Vậy thì với cái mức PE như thế này thì có phải là cao không anh Tuấn? Chúng ta biết rằng là đây có những biểu đồ khá là hay, phiền Long chiếu lên giúp với. Thì trong biểu đồ đấy chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là cái PE của Việt Nam đang khoảng đâu 18,5 lần so với cả các nước khác trong khu vực như kiểu của Thái Lan này, của Indo hay của Philippines thì của mình đang mức PE khá là thấp. Chính vì vậy mà nếu so sánh trong tương quan các nước mà có trong thị trường mới nổi ấy, thì rõ ràng là Việt Nam đang được định giá rất là hấp dẫn, và như vậy dòng tiền, tức là dòng tiền quốc tế hoàn toàn có thể ưu tiên vào những nước mà đang có cái PE thấp như vậy. Tuy vậy thì ở Việt Nam thì cái dòng vốn ngoại bây giờ đang không còn quá mạnh như ngày xưa nữa, và cái nguồn động lực chính của Việt Nam bây giờ nó phải đến từ dòng vốn của F0, tức là của những người mà có cái dòng tiền tiết kiệm đang lãi suất rất là thấp. Thì cái việc mà lãi suất tự nhiên đợt vừa rồi nó giảm rất là thấp xuống còn 6% ấy, khiến cho một cái lượng tiền được kích hoạt chuyển đổi từ tiết kiệm sang đầu tư. Và Tuấn tin rằng là đương nhiên thì ở góc độ vĩ mô thì cái này sẽ tốt cho nền kinh tế, vì cái kênh dẫn vốn của nền kinh tế sẽ mạnh hơn. Nhưng ngược lại thì cũng cho thấy rằng là cái mỗi lần mà thị trường chứng khoán có thể có điều chỉnh giảm thì đây sẽ là một cơ hội rất là tuyệt vời để mua thêm vào. Và đặc biệt là trong điều kiện mà cái PE thì thị trường mình mới còn khá là rẻ. Nếu như mà tính forward cho hết năm nay thì PE chỉ 15 lần thì Tuấn nghĩ rằng là đây là một cơ hội rất tuyệt vời nếu như có một cú điều chỉnh nhỏ xảy ra. Vâng, chuyển sang tin tiếp theo đó là nghẽn lệnh bài toán hóc búa của HOSE. Thì đây là cái tin tức mà khiến cho nhà đầu tư khá là bất bình với HOSE trong thời gian vừa qua. Thì trong ngày 10 tháng 6 vừa qua thì HOSE đã có văn bản đề nghị các công ty chứng khoán thành viên phối hợp thực hiện việc kiểm soát lỗi 2G và quản lý việc sửa và hủy lệnh. Và trước tình trạng mà nghẽn lệnh trên sàn HOSE diễn ra trong thời gian qua thì vẫn chưa được xử lý dứt điểm, thì Bộ trưởng Bộ Tài chính đã yêu cầu Thanh tra Bộ Tài chính khẩn trương thực hiện thanh tra đối với HOSE. Và theo thông tin từ Tổng Giám đốc HOSE thì ông Lê Hải Trà, thì FPT đang điều chỉnh kho trên hệ thống HNX để áp dụng cho sàn HOSE. Và ông Lê Hải Trà cho biết là nếu như không có gì thay đổi thì hệ thống mới với năng lực xử lý từ 3 đến 5 triệu lệnh trên một ngày sẽ được đưa vào vận hành vào đầu tháng 7 năm 2021. Có một số người có đề xuất, có nghĩ rằng là việc khi mà cái nghẽn lệnh trôi qua thì sẽ khiến cho giá của các công ty chứng khoán sẽ được hưởng lợi. Vì vậy thì Tuấn đang có suy nghĩ khác một chút, tức là trong cái thời gian mà
giá cổ phiếu, tức là khi mà nghe lệnh thì khiến cho khi mà thị trường chỉ đau xuống một chút thôi là sẽ khiến một loạt tiền sẽ đổ ra bán, nhưng mà vì nó nghe lệnh thì ra là lúc đó gần như là thị trường bị ngắt cổ giao và khiến cho cái dòng tiền đấy không thể thoát ra được, thì đó chính là một cái khiến cho đâu đó là giá cổ phiếu sẽ giảm không quá mạnh. Vì vậy thì khi mà thị trường hết nghẽn lệnh vào tháng 7 chẳng hạn, nếu như chúng ta kỳ vọng điều đó xảy ra, và thứ hai nữa là chúng ta biết rằng là thị trường mình cái lượng F0 nó rất là lớn, và F0 thì có một nhược điểm rằng là họ cái khả năng chịu đựng rủi ro họ rất là thấp, và khi mà giá cổ phiếu chỉ cần giảm 5% thôi thì hoàn toàn rất nhiều người sẽ đổ ra bán và khiến cho giá cổ phiếu giảm sâu hơn. Và trong điều kiện như thế thì Tuấn tin rằng là nếu như cái giai đoạn từ đầu năm đến bây giờ là giá cổ phiếu biến động giảm rất là ít, đúng không ạ? Thì cái giai đoạn mà tháng 7 đi ấy, thì hoàn toàn giá cổ phiếu có thể giảm rất là sâu trước khi phục hồi trở lại. Thì trường hợp mà Tuấn vừa nói ở lúc trước ấy, đó là khi thị trường giảm có cơ hội chúng ta mua vào, đúng không ạ? Nhưng mà ở tại thời điểm sau tháng 7 thì khi thị trường giảm nhưng mà chúng ta nên có thể chấp nhận mức giảm giá discount sâu hơn một chút, bởi vì cái tâm lý thị trường bây giờ đang là yếu hơn rất nhiều so với cả ngày xưa, khi mà cái số lượng khách hàng mà về cơ bản cái gọi là cái kinh nghiệm đầu tư chưa được nhiều ấy, thì hoàn toàn chúng ta có thể chịu với sự đứt gãy đó. Và điều thứ ba nữa là do thời gian tới thì có rất nhiều các công ty đã phát hành thêm cổ phiếu, khiến cho một lượng lớn tiền trên thị trường sẽ bị giam lại và khiến cho cái thanh khoản thị trường có thể giảm đi một chút đôi chút đó. Thì đấy là những cái mà rủi ro mà Tuấn nghĩ rằng là mình cần phải xem xét. Và một đặc điểm lớn nhất đó là các công ty chứng khoán cũng đang ở định giá mức rất là cao đó, thì đấy là những cái mà chúng ta cần phải xem xét sau giai đoạn tháng 7 đó. Và trong kênh cổ phiếu ngày hôm nay của chúng tôi thì có đề cập đến cổ phiếu đó là MIG, Bảo hiểm Quân đội dự kiến phát hành 13 triệu cổ phiếu trả cổ tức. Thì ngày 29 tháng 6 tới đây, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội MIG sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành 13 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm tài chính 2020, và tỷ lệ phát hành 11 tương ứng với cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được một cổ phiếu mới. Và báo cáo tài chính năm 2020 của Bảo hiểm Quân đội đã kiểm toán ghi nhận doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm cả năm tăng 30% so với cùng kỳ năm 2019, và lợi nhuận sau thuế theo đó cũng tăng mạnh là 36,7%. Và kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm của MIG ghi nhận doanh thu thuần kinh doanh bảo hiểm tăng 22% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế tăng 28% so với cùng kỳ. Và trong cái buổi chia sẻ là ban đầu tư tuần trước thì Tuấn có nói đến câu chuyện là ngành bảo hiểm sẽ, nếu chúng ta bet cho cái cửa là lạm phát có thể quay trở lại và lãi suất có thể tăng thì chúng ta có thể đầu tư vào ngành bảo hiểm, và trong đó Tuấn có nhắc đến cổ phiếu MIG. Thì MIG có một đặc điểm rằng là cái văn hóa tăng trưởng họ đang khá là mạnh mẽ, nhất là trong cùng văn hóa của MB, họ dự kiến là tăng trưởng cái mảng bảo hiểm của họ là khoảng 30% trong khoảng 5 năm tới, tức là đến tận 2025 đó. Rồi cộng thêm với cái định giá P/E của họ đâu đó bây giờ khoảng 12 lần thì nó không hoàn toàn quá là đắt, và nhất là năm nay cái kế hoạch của họ tăng trưởng khoảng 40% 50%, đúng không ạ? Thì như vậy là P/E dự kiến đâu đó về khoảng 89 lần đó. Thì dựa trên những điểm như thế thì Tuấn cho rằng là ngành bảo hiểm, một là họ có cái catalyst là lãi suất sẽ tăng trở lại khiến cho cái thu nhập từ dòng tài chính sẽ mạnh hơn, và thứ hai nữa là cái định giá của nó đang chưa quá là đắt, nhất là trong cái giai đoạn từ tháng 1 2021 đến bây giờ giá cổ phiếu ngành bảo hiểm gần như chỉ đi ngang, giảm khoảng 4-5% gì đó. Thì đấy là những cái cơ hội mà ngành bảo hiểm có thể mang lại. Tiếp theo của kênh cổ phiếu thì chúng tôi sẽ cập nhật hiệu quả của quỹ VNDAV tính đến ngày 10 tháng 6 năm 2021. Thì tăng trưởng của NAV trên chứng chỉ quỹ đạt 40,37% so với VN30 Index đạt 38,85%. Tiếp theo đó là sang kênh thu nhập cố định thì tiền gửi tháng 6 năm 2021 thì mặt bằng lãi suất vẫn ở mức ổn định và lãi suất tiền gửi giữ nguyên ở hầu hết các ngân hàng. Tính đến ngày 21 tháng 5 năm 2021 thì tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt mức là 4,67%, tăng trưởng huy động đạt 2,68%, chênh lệch giữa tiền gửi và tín dụng vào khoảng là 160.000 tỷ đồng, và cái kênh tiền gửi này cũng không có nhiều thay đổi so với những tuần trước đây của chúng tôi có cập nhật. Tiếp theo thì chúng tôi sẽ chuyển sang kênh tiếp theo, đó là thị trường trái phiếu doanh nghiệp. 76% trái phiếu phát hành trong tháng 5 không có tài sản đảm bảo. Thì theo VBMA thì trong tháng 5 năm 2021 thì có đến là 28.410 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành riêng lẻ, trong đó thì có 76% trái phiếu phát hành không có tài sản đảm bảo, chủ yếu của các ngân hàng và các công ty chứng khoán.
Như biểu đồ mà chúng tôi có chiếu ở đây thì nhóm ngân hàng vẫn dẫn đầu với tổng giá trị phát hành đạt 18.485 tỷ đồng, tương đương với khoảng là 63,9%, và nhóm bất động sản ở vị trí thứ hai với tổng giá trị phát hành là 4.950 tỷ đồng, tương đương với 17,1%. Và trong 2 tháng đầu quý 2 thì các ngân hàng thương mại đã phát hành 33.674 tỷ đồng, trong đó thì có 5.574 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2, còn lại là phần lớn trái phiếu của tổ chức tín dụng phát hành có kỳ hạn 2 đến 3 năm và lãi suất thấp từ 3,7 đến 4,2% trên năm. Và ở nhóm bất động sản và xây dựng thì 26% trái phiếu phát hành không có tài sản đảm bảo hoặc đảm bảo bằng cổ phần, cổ phiếu, lãi suất dao động trong khoảng từ 9,5 đến 11% trên một năm. Anh Tuấn có đánh giá gì về kênh trái phiếu doanh nghiệp không ạ? Okay, hiện tại thì anh không có đánh giá gì cả. Trái phiếu thì hiện tại vẫn đang một kênh vẫn đang ở thời gian đầu của sự phát triển. Ok, thì nên hiện tại nó vẫn đang trong thời gian expand thôi. Và tiếp theo của kênh thu nhập cố định thì chúng tôi cập nhật các kênh thông tin thu nhập cố định tại VN Direct đến ngày 11 tháng 6 năm 2021. Tại VN Direct thì có 3 kênh thu nhập cố định. Kênh thứ nhất đó là kênh D-Money, lãi suất cam kết của VN Direct. Với kênh này thì quý nhà đầu tư với giá trị tối thiểu là 1 triệu đồng trong thời gian từ 1 tuần đến 2 tháng với lãi suất dao động trong khoảng từ 3,1% đến 5,2%. Kênh thứ hai đó là kênh trái phiếu D-Bond, trái phiếu mà VN Direct cam kết lãi suất cố định. Khi quý nhà đầu tư với kênh trái phiếu D-Bond trong khoảng thời hạn từ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng thì với lãi suất tương ứng sẽ rơi vào khoảng là từ 6,8% đến 8,4%. Kênh trái phiếu thứ ba đó là kênh trái phiếu V-Bond, trái phiếu mà VN Direct cam kết mua bán lại. Với kênh trái phiếu này thì khi quý nhà đầu tư tham gia đầu tư thì sẽ nhận được cái mức lãi suất lên đến là 10,5%. Tiếp theo đó là sang kênh tài sản khác, thì tuần này chúng tôi có đề cập đến kênh bất động sản ảnh hưởng do Covid đợt 4 rõ ràng hơn. Thì với kênh này thì mức độ quan tâm bất động sản giảm trong tháng 5 trên hầu hết các tỉnh thành trùng với thời gian Covid lần thứ tư và giảm mạnh ở các địa phương chịu ảnh hưởng mạnh dịch bệnh trên 30% mức độ quan tâm. Và đất dân cư và dự án là hai hình thức giảm độ quan tâm nhiều nhất, trong khi tăng ở chung cư và kiosk cửa hàng cho thuê có mức giảm mạnh nhất. Và cái ngành bất động sản này thì sẽ tiếp tục phân hóa nếu như mà dịch bệnh vẫn tiếp diễn. Vậy thì anh Tuấn có đánh giá gì về triển vọng của ngành bất động sản trong thời gian tới không anh? Ok, chúng ta biết rằng là ngành bất động sản ấy thì cái giai đoạn trước đây, trước năm 2020 thì hầu hết các doanh nghiệp bất động sản bị vướng về chính sách, thành ra là họ không triển khai được dự án mới, chỉ có Vinhome là họ vẫn được triển khai. Tuy vậy thì sau cái giai đoạn cuối 2020 và đầu năm nay thì có rất nhiều các dự án mới bắt đầu được triển khai. Và chính vì vậy cái điểm rơi lợi nhuận của ngành bất động sản có thể rơi vào quý 3, quý 4 năm nay và bắt đầu có thể sang quý 1, quý 2 tháng 5 nữa. Đó thì chúng ta nhận thấy rằng là thời điểm này cái thời điểm rất là tốt để mua cổ phiếu ngành bất động sản cho cái kỳ quý 4 sắp tới, quý 3, quý 4 sắp tới. Họ sẽ ghi nhận rất nhiều lợi nhuận. Thì đó là một cái team thứ hai, cái câu chuyện thứ hai mà Tuấn muốn nói đến, đó là đợt vừa rồi thì chính phủ mình đã đầu tư rất nhiều dự án đầu tư công về cái đường cao tốc và cái hạ tầng đường giao thông. Chính vì thế nên là bất động sản khu vùng ven ấy, cái thời gian họ đi từ khu vùng ven về đến cái trung tâm thành phố như là Hà Nội, Sài Gòn thì thời gian nó rút ngắn đi, thành ra là cái bất động sản khu vùng ven cũng tự nhiên được tăng giá lên, với dự án của bất động sản khu vùng ven cũng dễ bán hơn. Và trong trường hợp đấy thì Tuấn nghĩ rằng là quý vị đầu tư có thể tham khảo một số các doanh nghiệp mà có cái quỹ đất vùng ven khá là tốt. Thì trong đó thì Tuấn có cái nghị, Tuấn tin rằng là một số các công ty mà có câu chuyện khá là hay trong thời gian tới, ví dụ như là Nam Long này, đúng không ạ, hay là Khang Điền, hay là Đích Tẩu, DG, thì đó là những công ty chúng ta để xem xét giải ngân nếu như mà có cơ hội. Và tiếp theo ở kênh tài sản khác thì tuần này chúng tôi vẫn nhắc đến kênh Bitcoin, khi mà tiền số thành tiền quốc gia bắt đầu trong một sự thay đổi. Ở kênh này thì Quốc hội EI Salvador công nhận tính hợp pháp của đồng tiền Bitcoin. Thì EI Salvador nằm ở Trung Mỹ, dân số là 6,7 triệu người, GDP khoảng 27 tỷ USD vào năm 2019. Và nước này thì hiện không có một cái đồng tiền riêng biệt nào, và cùng với USD, Bitcoin là hai đồng tiền pháp định của nước này. Thì 20% kinh tế nước này phụ thuộc vào lượng kiều hối chuyển về từ Mỹ thông qua USD, và với việc mà được chấp thuận cái đồng Bitcoin thì tiền kiều hối có thể sẽ dễ dàng trong cái việc là vận chuyển về nội địa hơn, và bước tiến lớn cho sự chính danh của đồng tiền số. Nhưng điều này thì có thể xảy ra ở nước khác hay không thì nó còn là một cái câu chuyện trong tương lai và khó khăn hơn.
Đúng rồi, thì cái kênh tiền số này vẫn là kênh đang biến động rất là lớn vì nó đang ở thời kỳ đầu để hình thành một cái tài sản mới. Và theo quan điểm của Tuấn thì tiền số nó giống như kiểu một cái quốc gia mới. À, giống như kiểu nếu quay lại cái thời kỳ mà ngày xưa khi mà ở các nước châu Âu ấy, họ đã kém phát triển, tức là họ phát triển đến mức cực thịnh rồi thì họ bắt đầu đi tìm kiếm một đất mới và họ tìm sang đất bên Bắc Mỹ, châu Mỹ. Và lúc đó rất nhiều người cũng tham gia cái quá trình đấy, họ đi tìm kiếm đến một vùng đất mới và mong muốn xây dựng một cái nguồn của cải mới. Thì cái trường hợp của bên các coin trên sàn ấy, tiền số trên sàn thì Tuấn tin rằng cũng là đang làm một cái vùng đất mới mà những người mà có tư duy thành công dân toàn cầu có thể tham gia. Tuy vậy, Tuấn vẫn muốn nhắc lại quý vị rằng là kênh này thì một là hiện tại đang có rất nhiều các đồng coin trên sàn đến 10.000 đồng coin và có Tuấn nghĩ rằng có rất nhiều các đồng coin đó là coin rác, thì nếu quý vị đầu tư phải rất là cẩn thận. Thứ hai nữa là pháp luật Việt Nam vẫn đang chưa có bảo hộ cho ngành tiền số này, vì vậy quý vị cần phải rất là cân nhắc trước khi tham gia. Đó. Vâng, vậy là những cái thông tin mà chúng tôi có cập nhật trong tuần này. Vậy thì tuần này anh Tuấn có mang đến câu chuyện đầu tư gì cho quý nhà đầu tư ạ? Câu chuyện tuần này thì chúng ta nói đến câu chuyện về vui thôi. Nó là câu chuyện về người ăn mày khi mà anh ta trong một cái buổi chiều nắng ở một thành phố London, ở một thành phố châu Âu, và có một người ăn mày thì anh ấy bị mù. Và khi anh ấy bị mù thì anh ấy chăng một cái biển treo trước ngực này: tôi bị mù, xin mọi người hãy rủ lòng từ bi để bố thí cho tôi một chút. Thì đó, thì khi anh viết một cái dòng như thế thì cả một buổi sáng anh không thu được một đồng tiền xu nào của người đi đường cả. Thì lúc đó có một cái anh gọi anh thương gia, anh trẻ tuổi, anh lịch lãm, anh đi qua, anh nhìn thấy điều đó và anh dừng lại một chút. Người thương gia đó không cho người ăn mày này một đồng tiền nào, nhưng anh ta lấy cái tấm biển ra và anh ta lấy cái bút, anh ta viết lại, xóa cái dòng cũ đi, anh ta viết lại. Thì rất là kỳ lạ, đến buổi chiều ngày hôm đấy là người ăn mày, ông già ăn mày này nhận được rất nhiều tiền xu, rất nhiều tiền của người trẻ, người già, người đàn ông, phụ nữ đi qua cái chỗ ngồi của ông ấy, và họ tặng cho ông già này rất nhiều tiền. Thì ông già này cảm thấy rất là kỳ lạ, thì ông già mới quay sang hỏi một người đi đường, trên biển này của tôi viết cái gì vậy? Thì người đi đường đó nói rằng là trên biển đó viết một câu rất là ngắn gọn này thôi: hôm nay là ngày đẹp trời và bạn có thể nhìn thấy điều đó, nhưng tôi thì không. Thì chúng ta nhận thấy rằng điều gì ạ? Tức là chỉ cần cùng là một cái sự kiện nhưng mà một câu nói đụng chạm đến được đáy lòng của người nghe thì nó sẽ đem lại hiệu quả rất là lớn. Thì những cái điều này có thể áp dụng trong marketing, nhưng ở góc độ mà đầu tư thì Tuấn cho rằng là những công ty mà có sứ mệnh tầm nhìn cao cả sẽ là những công ty mà sẽ được định giá cao hơn. Hay những công ty mà, vì sao những công ty mà có ESG, tức là những cái ở châu Âu bây giờ đang xuất hiện cái phong trào là ESG, tức là những công ty mà nó có tốt đẹp, mang sứ mệnh tốt đẹp cho thế giới này, rồi mang tốt đẹp cho môi trường này, ít ảnh hưởng môi trường, những công ty đấy sẽ được định giá thông thường là P/E cao hơn so với các công ty khác trong ngành. Hay chẳng hạn tôi lấy ví dụ ngày xưa, nhớ lại ngày xưa ấy, là Viettel với cả Moifone, Vinaphone, thì Moifone và Vinaphone là những công ty mà rất là lớn, họ chiếm thị phần rất là lớn trước khi Viettel tham gia vào. Đó, thì trong cái trường hợp đấy thì khi Viettel vào thì do cái thị trường nó đã được giao bởi những ông lớn đấy rồi, thì Viettel có rất ít đất. Thì lúc đó là những người sinh viên mới ra trường ấy thì họ thông thường họ sẽ vào Vinaphone, Moifone hoặc vào S-phone. Tuấn còn nhớ là vào S-phone lương được khoảng 3 triệu một tháng, nhưng vào Viettel chỉ có 500.000 thôi. Nhưng mà những người mà vào Viettel họ được một cái tinh thần mới, và chính vì vậy mặc dù họ là những người sinh viên tốt nhất của trường, nhưng mà nhờ cái sứ mệnh cao cả của Viettel, tức là đem lại cái điện thoại cho tất cả những người nghèo, tức là người tầng lớp dưới, thay vì Moifone, Vinaphone chỉ dành những người tầng lớp trên thôi. Đó, thì chính vì thế dần dần thì Viettel đã trở thành một công ty lớn nhất, viễn thông lớn nhất của Việt Nam, và những người mà tham gia Viettel từ thời kỳ đầu bây giờ cũng trở thành lãnh đạo và thậm chí là lãnh đạo của cả bộ thông tin truyền thông. Đó, thì Tuấn cho rằng là quan trọng nhất là chúng ta lựa chọn công ty nó phải có sứ mệnh cao cả, và nếu chúng ta lựa chọn những công ty mà quanh đi còn lại tôi chỉ muốn quy mô tôi ở tầm tầm này thôi thì doanh nghiệp đó là doanh nghiệp rất là khó tăng trưởng và cái lợi nhuận đem lại cho cổ đông sẽ rất là ít. Đó, cảm ơn câu chuyện của anh Tuấn. Vậy thì đó là những cái thông tin mà chúng tôi có cập nhật trong bản tin tuần này. Hy vọng những thông tin mà VN Direct mang lại sẽ giúp quý vị có những quyết định đầu tư đúng đắn. Nhớ like, share và subscribe kênh YouTube của VN Direct nhé. Đừng quên ấn nút chuông để nhận thông báo mới nhất. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại.